Tối hôm đó Thủy về, Thủy đi, Thủy đói bụng và đi vào cái đường Nguyễn Thiện Thực thì chỗ đó nó bán rất nhiều món ăn. Trời sao thấy vậy? Lại còn một cái quán cháo dịch và ngày hôm đó quán chuẩn bị dọn, nhân viên về hết, chỉ còn có một thiếu gia bán cháo dịch. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau và té lửa nhau và chiêu và từ đó hai bạn kết nhau và cuối cùng ông cháo dịch này đi cua cô Thủy, đúng không? Em làm nư. Em giả bộ bây giờ không cho cưới là con nhảy lầu. Cái đó mày làm nư. Cái ở nhà trước thì có cái bạc ở trước cái mái hiên. Em nhảy xuống cái bạc đùng, đâu có rớt xuống đâu, rớt xuống cái bạc thì nhảy xuống chứ mày tưởng là nhảy xuống thiệt. Không cho cưới. Thôi vậy đó hả? Cho cưới. Em tên Lê Hoàng Lộc, 35 tuổi, nghề nghiệp buôn bán. Nhà bán cháo dịch ở ngoài quận 3, cháo dịch Liên. Ở quận 3 đường nào em? Đường Nguyễn Thiện Thuật. Đường Nguyễn Thiện Thuật, quán cháo dịch Liên nổi tiếng lắm nha anh. Rồi, anh biết rồi, anh đã tới ăn rồi, dạ. Ăn chung với thầy Minh Nhí. Dạ đúng rồi. Mà em. Dạ, còn em là tên là Trần Thị Ngọc Thủy, hiện đang là MC, diễn viên. Năm nay em 34 tuổi. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại Thủy đó. Dạ. Hy vọng là câu chuyện của Thủy sẽ rất là thú vị. Không dạ. Như, yeah. Lâu lâu quá rồi em chưa đoán, em đoán đi. Trong một dịp tình cờ, sau khi dẫn chương trình xong thì tối hôm đó Thủy về, Thủy đi, Thủy đói bụng và đi vào cái đường Nguyễn Thiện Thuật thì chỗ đó nó bán rất nhiều món ăn. Trời sao thấy sao vậy? Thủy lại còn một cái quán cháo dịch và ngày hôm đó quán chuẩn bị dọn, nhân viên về hết, chỉ còn có một thiếu gia bán cháo dịch. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau và té lửa nhau và chiêu và từ đó hai bạn kết nhau và cuối cùng ông cháo dịch này đi cua cô Thủy, đúng không? Yeah. Hay, trời ơi, bữa nay á, trời ơi, công nhận vợ chồng son nay 6 năm rồi, lần đầu tiên toán trúng đó em. Giật mặt luôn vậy. Cũng gần đúng anh. Dạ thì em với chồng em là bạn học với nhau cách đây là 12 năm, hồi đó học chung lớp 10 với lớp 11. Là lúc đó là biết nhau rồi, nhưng mà sau đó là không có gặp nhau. Rồi 12 năm sau mới gặp lại. Thì vô tình là hôm đó là em đi chụp hình á. Thì tối hôm đó là buồn quá mới nói thôi, tự nhiên thèm ăn cháo dịch quá. Thì hai đứa mới đi tìm trên cái đường đó, thấy đường Nguyễn Thiện Thuật, nó hình như là cái quán này nè, mày đi vô đi. Cái vô thì thấy mẹ chồng em đang đứng bán, thì em nói, à đúng rồi cái quán này nè. Cái mà bác có thằng Lộc ở đây không bác? Cái này có, nó đang nhậu trên lầu, con kêu không? Dạ thôi đừng kêu nó bác, đừng kêu để con ăn. Xong cái ăn xong về cái xuống cái con kêu Lộc không con? Dạ thôi để con về luôn bác. Cái tự nhiên cái đi ra cái ảnh ngồi trên lầu, anh nhậu anh ngó xuống thấy anh kêu, ủa Thủy đi đâu vậy? Nó ơi đi ăn cháo dịch lão sơn kêu vậy. Cái rồi cái định về luôn mà tự nhiên lúc đó cái mình mắc toilet quá. Mình đứng muốn đi vô toilet mà mình nghĩ mình đi vô toilet thì ảnh sẽ tưởng là mình đi vô tìm ảnh, ảnh sẽ đi xuống đúng không? Mà bây giờ không đi vô thì không biết đường nào để đi nữa. Cái thôi quyết định đi vô luôn. Thì đúng ý với rằng mình nghĩ là mình vừa bước vô là ảnh bước xuống ảnh chặn đường mình. Rồi nói chuyện xong luôn. Nói chuyện một hồi xong cái rồi rủ ngày mai họp lớp nha, ngày mốt họp lớp nha. Rồi kiếm cớ gặp mình, add Facebook rồi kết bạn rồi like miết luôn. Cái là mình cũng suy nghĩ. Lúc đó cái cảm giác em sao, thấy bạn này trổ mã, trổ giò rồi có đẹp trai không hay dạ, sao? Thì lúc đó là em nhìn thấy chồng em là một người hoàn toàn khác với hồi xưa luôn. Hồi xưa là quậy dữ lắm. Rồi lúc đó em thấy là tự nhiên mặc quần tây đen nè, em nhớ luôn là áo thun trắng. Rồi mập hơn, rồi cái mặt hiền queo, cái đôi mắt cũng hiền queo à. Nói chung là cái ấn tượng gặp lại sau 12 năm khá là tốt. Còn Lộc thì sao? Đúng rồi. Đó em thấy sao mà em thấy em phóng từ trên hơn. Lầu em phóng xuống. Em đẹp hơn. Rồi lúc mà em nói chuyện xong rồi trong đầu em lóe lên cái suy nghĩ gì? Dớp liền vậy. Dớp liền thấy không? Rồi em tìm cách nào đó để mà em chinh phục Thủy. Bảo đưa đón luôn. Bảo đưa đón. Đưa Thủy đi học trước về. Rồi chở đi diễn. Bích lịch luôn á, không đi đâu được. Bích lịch luôn. Rồi lúc đó ai nhà phụ mẹ bán? Và vẫn bán ở ngoài đó thì cái rảnh thời gian thì chở đi. Liên tục dập suốt luôn. Mà thời gian kéo dài bao nhiêu lâu thì coi như là em vớt được cô Thủy? 2-3 tháng hả? Cỡ khoảng 3 tháng. Đó là em đã có cảm tình cảm mến anh này chưa? Nói chung là em cũng có thiện không? Cảm là bởi vì hiền, thương mình, chăm sóc mình, chiều mình, lo lắng cho mình. Nhưng mà anh muốn biết là mỗi lần mà Lộc đưa em về nhà đó thì có tiếp xúc với phụ huynh không? Dạ trời, chồng em là cái người là siêu nịnh luôn. Đặc biệt là nịnh người lớn tuổi, ba mẹ em rất là thương chồng em luôn. Là lần đầu tiên em dắt về chơi, lúc đó là chưa có quen nhau nha, lúc đó là khoảng mùng 3, mùng 4 Tết. Thì vừa vô nhà em chào ba mẹ em, chúc Tết ba mẹ em xong đi thẳng lên lầu, lên nhà trên, với lên lầu lên nhà trên, rút nhang ra cắm bàn thờ, đốt bàn thờ. Trời, ba mẹ càng thích nữa. Em suy nghĩ cái thằng này nó bị khùng, tự nhiên nó vô nhà mình nó đốt nhang bàn thờ, trời ơi, từ đó giờ đâu có ai làm vậy đâu. Ảnh cũng là người rất là thiệt tâm, thương ba mẹ em, là lễ phép với ba mẹ em, cũng nói chung là rất là dễ thương, là cho nên ba mẹ mình mới thương ảnh. Rồi bao lâu thì em mới tiến tới là coi như đặt vấn đề cưới? Vấn đề cưới đó, vấn đề này cho em nói đi. Cái lúc mà chưa cua được em đã đòi cưới em luôn rồi. Ủa là mấy tháng? Dạ thì có 2-3 tháng đó. 2-3 tháng nói là nói chuyện cưới xin như là đã cua được em rồi vậy đó. Lúc đó em nói chuyện với mẹ thì mẹ nói sao? Mẹ không chịu. Sao vậy? Sợ là về không có lo được cho vợ. Chưa có chín chắn. Em có thuyết phục mẹ không hay sao? Dạ có chứ, em làm nư.
Ừ. À, em giả bộ bây giờ không cho cưới là con nhảy lầu. Cái đó mày làm nương. Cái ở nhà trước thì có cái bạc ở đằng trước cái máy hiên. Em nhảy xuống cái bạc cái đùng, đâu có rớt xuống đâu, rớt xuống cái bạc thì nhảy xuống dưới chứ mày tưởng là nhảy xuống thiệt. Không lường cho cưới. Thôi vậy đó hả? Cho cưới. Mẹ sợ quá. Trời ơi. Trời ơi, em cũng hoảng hồn. Tại vì trước đó khoảng chừng nửa tháng, một tháng là mới mổ dây chằn đầu gối mà nhảy từ trên lầu một xuống mình cũng hoảng hồn. Em mới tức quá, ủa em không nghĩ là chồng em lại hành động nông nổi như vậy. Mẹ không cho thì từ từ thuyết phục mẹ. Nhưng mà lúc đó là chỉ có mới 2 tháng quen nhau thôi đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó thì bao lâu thì tụi em lấy nhau? Sau đó tụi em chia tay nhau cũng 2 tháng nữa. Sao cái chuyện đó là chia tay? Dạ chia tay cũng 2-3 tháng nữa đó. Xong rồi quen lại chừng tháng 2 tháng sau cái là mới cưới luôn. Rồi sau khi cưới về có bao nhiêu tật xấu, có cái gì nó lòi ra hay không, có vỡ mộng vậy không? Dạ, sau khi cưới nhau là đối với em nó giống như là từ thiên đường mà xuống địa ngục, nó nhanh lắm. Tại vì lúc mà em được quen chồng em là em được cưng, em được thương, được chiều hết sức luôn. Còn về cưới nhau em cảm thấy trời ơi, sao mà cái cuộc đời mình nó bi kịch dữ vậy? Tại sao mình lấy phải một cái người chồng nó kinh khủng dữ vậy? Chồng em là một cái người con rất được cưng, công tử bột, chỉ có ăn chơi thôi, không làm gì hết trơn á. Em về em nấu cơm. Em nấu cơm là không có ngồi xuống ăn cơm với em đâu. Bới tô ngồi lên ghế ăn vậy, em ngồi dưới đất em ăn. Thích về về, thích đi đi, không cần nấu ăn gì hết trơn. Cái em mới tức, em mới nói là lần sau mà tôi nấu mà không về ăn thì tôi sẽ không bao giờ nấu nữa. Đúng 12 giờ trưa phải về ăn cơm cho tôi. Em nói vậy. Thế là trưa là cũng về ăn cơm. Ăn cơm phải xuống mâm ngồi ăn chứ không ăn trên ngồi trước như vậy. Cái thứ hai nữa là anh hay nhậu lắm. Mỗi khi anh nhậu về là cái tánh ảnh thay đổi, anh không phải là anh nóng tánh lắm kìa. Cái lúc đó em mới đi thăm bạn ở bệnh viện về thì về khuya quá. Thì lúc đó anh cũng nhậu về, cái mặt ảnh đỏ hết trơn à. Tự nhiên cái ảnh chửi em quá trời luôn, anh ơi là đi đâu cũng phải nói, tại sao đi không nói, không có xin phép. Mà em thì thuộc dạng cá tính mạnh, không có thích luồng cưới ai hết. Thế là cãi nhau, lớn tiếng với nhau. Cái hành động kinh khủng nhất của chồng em đã cảnh cáo trước đó khi giỡn rồi, là chồng em tấn em xuống dưới cầu thang và bóp cổ em. Là lúc đó trong cơn say xỉn thì lúc đó là anh không có kiểm soát được, anh bóp cổ em. Lúc đó em cũng quá thất vọng, em cũng hoàn toàn kiểm soát được cái tâm trí của em rồi, không quá nóng. Em buông hết, em thả lỏng luôn, em coi coi chồng em thật sự là có phải chồng em hay không. Xong cái tự nhiên anh thấy ảnh buông, anh thấy mình buông xuôi, tự nhiên anh buông ra. Thì lúc đó em quá thất vọng mà em mới khóc. Em mới nói là anh khốn nạn quá rồi, tôi không ở được với anh nữa. Thì ngay trong cái lúc đó là em lên em tấn đồ hết trong 2 cái vali, em thảy xuống cầu thang, em quăng 2 cái vali xuống cầu thang, kêu sơ em chở về liền. Và em xác định là không bao giờ em quay lại nữa. Thì sau đó khoảng 10 ngày thì em ra ngoài em mướn nhà em ở. Sau đó thì khoảng 1 tháng, 2 tháng, 1 tháng mấy thì bắt đầu anh mới gọi điện liên tục. Anh nhắn tin liên tục, anh xin lỗi, nói lỗi này nọ. Em cảm thấy quá nhàm chán những cái điều đó rồi. Và thật sự mà nói nha, cái lúc đó là em cảm thấy là em bỏ anh là một cái gì đó nó nhẹ hết cái lòng em luôn á. Sau đó thì anh cứ quay lại, anh xin lỗi năn nỉ. Em nói là thôi tôi không có thương anh nữa, anh đi kiếm người khác đi, chứ tôi không ở được với anh đâu. Cái anh mới xin lỗi đồ này nọ, rồi mẹ chồng mà gia đình mình cũng nói thêm vô. Cái mình mới suy nghĩ là thôi bây giờ mình phải quyết định mình vì con mình một lần cuối. Cho nên em quyết định là em quay về để em thay đổi ảnh một lần nữa. Em quyết tâm là phải cố gắng một lần nữa. Thì em mới nói với ảnh là bây giờ em không hứa với anh là em sẽ quay lại với anh. Anh muốn em quay lại với anh thì anh phải giúp chính bản thân anh. Anh đừng nói gì con hay gì em nữa, tại anh thề thốt nhiều quá rồi. Anh hãy vì chính bản thân anh đi. Bây giờ em nói ảnh là phải đi bác sĩ tâm lý. Thế là đưa ảnh vô bác sĩ tâm lý, tìm được cái bác sĩ giỏi. Thì bác sĩ mới test tâm lý ảnh suốt 3 tiếng đồng hồ và ngày hôm sau. Thì mới biết ảnh bị cái vấn đề là bị tự kỷ ám thị. Có nghĩa là cái điều gì mà nhiều người nói với ảnh hay là chỉ nói một lần thôi, mà cái điều nó thiên về cái điều tiêu cực thì ảnh sẽ nghĩ đó là ảnh. Thì bây giờ mình sẽ, mỗi khi mình nói chuyện với ảnh thì mình phải nói ngược lại, thiên về cái điều tích cực. Thì từ từ mình sẽ thay đổi ảnh. Và uống thuốc liên tục trong 9-10 tháng anh hả? Liên tục 9-10 tháng và thay đổi thuốc nhiều lần để thay đổi cái thần kinh, khiến cho ảnh ngủ nhiều, ảnh ổn định thần kinh. Và cái điều quan trọng là ảnh phải không được uống bia. Cho nên em tuyệt đối không cho ảnh đi nhậu. Em là một người rất là may mắn vì chồng em đã thay đổi được. Nhưng mà bây giờ là anh thay đổi rồi. Dạ đúng rồi, chồng anh thay đổi rồi. Anh thay đổi được. Và anh bỏ hết mọi thứ để mà anh xây dựng gia đình. Cái gì cũng nghĩ đến vợ con, cái gì cũng vợ con đầu tiên. Mà bây giờ bé nó mấy tuổi rồi cơ? Dạ cái bé đó, bé lớn thì bây giờ là 4 tuổi rồi đó. Là bé đó là anh cái động lực để mà anh quyết tâm là anh thay đổi. Anh rất là thương con anh. Dạ. Rồi bây giờ bé nhì là mấy? Dạ bé nhỏ thì mới khoảng hơn 10 tháng. Vậy đó hả? Dạ. Chúc mừng em. Nhưng mà bây giờ là còn làm biếng không? Em kể chị nghe, nó là một cái quá trình nó vất vả với em lắm. Cưới về hứa với em là mở quán bún vịt, mở chi nhánh bún vịt, làm ăn lo gia đình. Trời, mình nghe em cũng hào hứng lắm. Về không thấy mở quán gì hết, im re mỗi lần kêu mở quán. Từ từ. Rồi em nói, phải mở đi chứ, trời ơi có con rồi, bao nhiêu thứ tiền phải lo sự tạo dựng sự nghiệp, đâu thể nào dựa dẫm vào mẹ. Chẳng lẽ bây giờ suốt ngày đi ra quán hả? Bây giờ nói tóm lại là hiện giờ đang làm gì? Dạ thì bán bún vịt, nói chung là biết làm là đúng không? Bây giờ dạ là đúng không? Em đã từng mở một chi nhánh rồi, nhưng mà lúc em có bầu cái đường nó vắng quá cho nên em dẹp rồi. Sao? Bây giờ là có. Bây giờ vẫn phụ mẹ bán. Bây giờ chuyển qua cái này nè. Đó. Có tật xấu gì không? Nói nhiều.
Nói nhiều, đúng rồi đó. Chị đồng ý với em nãy, nói nhiều quá. Nói nhiều, mình hay càm ràm. Ừ, đó, càm ràm. Rồi thêm một cái nữa là đi ra ngoài đường người ta đụng xe hay quẹt xe gì đó, nhảy vô, đòi can rồi chửi người ta trùm lum hết. Ê, chửi gì nào? Không, cái đó tốt. Giống như đòi nữ hiệp sĩ vậy đó. Đó, được, cái đó. Hai vợ chồng ta cãi lộn xong rồi quay qua giục chiếc xe cái đòi để thắng hắn lại, em chửi ông này lại, cũng vính ông luôn. Tông cái đó là trời. Cái đó em về mà em tức, dễ sợ lắm, muốn vòng xe ra ghê. Em tức. Sao em để cho em xử ông đó, em chửi ông đó. Đàn ông gì mà kỳ vậy, quýnh vợ. Rồi em đợi tận gì nè. Chỉ vậy thôi, giờ em hoàn hảo hết nè. Chứ em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt nói nhiều. Chỉ có bớt nói nhiều thôi phải không? Nó còn thấy sao? Là em có mong muốn bây giờ Lộc thay đổi điều gì không nè? Dạ mong muốn thì em muốn là chồng em bớt nói với mọi người là em nói nhiều đi. Tại vì thực tế là hai anh chị không biết ảnh nói nhiều lắm. Ở đây là mọi người chưa có ra đúng đài của ảnh thôi, chứ ảnh làm siêu nói nhiều, là ảnh đến cái cơn của ảnh rồi là ảnh nói không cho ai nói luôn. Người ta vừa nói vô là ảnh kê tủ vô miệng người ta, anh không cho người ta nói. Nên là bây giờ cái mong muốn em chỉ có như vậy thôi đúng không? Dạ còn, dạ còn nữa. Em muốn là chồng em là suy nghĩ cái gì cũng chín chắn hơn, rồi cũng lo tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình. Còn nói chung là ảnh rất là thương vợ thương con. Nó nghe là thực sự hồi nãy giờ á, ngồi nghe cái chuyện vợ chồng em á, chị đúng chị cảm nhận giống như em á, có nghĩa là chồng em là một người bản chất rất là tốt luôn. Dạ. Rất là hiền luôn. Vợ em là người đã khai quật được cái điều đó lên rồi. Có nghĩa là em trở lại đúng như con người thật, cái bản ngã thật của em. Vợ em là người đã giống như là đồng cam cộng khổ với em từ những ngày đầu. Vợ chồng coi như là đã tìm được nhau rồi thì đừng bao giờ để mất nhau nữa. Chị chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn anh chị. Và nhân hôm nay Lộc có muốn chia sẻ điều gì hay muốn nói điều gì với Thủy hay không? Dạ. Xin cảm ơn vợ em đã động viên rồi thay đổi em. Anh cảm ơn em. Thế hả? Đâu có thể nào tạo dáng chút xíu đâu chú này. Ồ, giống ca sĩ Long vậy. Cái gì vậy? Không có đúng. Giống ca sĩ Lý Hải. Yeah. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Mình tên là Lê Hồng Quân, 35 tuổi. Hiện tại đang công tác ở một công ty người nước ngoài. Còn vợ mình? Em tên là Võ Hồng Thơ, hiện là kỹ sư điện tử viễn thông. Nhưng mà đang làm bên lĩnh vực ngân hàng. Vậy hả? Dạ. Em bao nhiêu tuổi? Anh đoán đi. Em là nhiêu? 35 đúng không? Nếu anh đoán không lầm thì em khoảng chừng là dưới 30 tuổi nhưng mà là trên 25 tuổi. À, đúng rồi. Là bao nhiêu? 26. Hay vỗ tay. 35, bên này 26. Chị ơi, lại có thêm một cái nét giống anh Lý Hải nữa. Em lớn hơn vợ em 9 tuổi. Anh Lý Hải lớn hơn vợ Lý Hải cũng hơn 9 tuổi. Rồi, hai bạn gặp nhau lúc nào? Hồi đó là em đang làm ở bưu điện. Nhưng mà do lúc đó em đang định học lên cao học, mà chỗ học với lại chỗ làm xa quá, nên em đang định nghỉ. Thì lúc đó trong cái dịp mà em về quê á, thì cùng lúc đó có một cái anh bạn là anh đi từ thiện ở dưới quê em á. Thì lúc đó thì mẹ thấy con gái mình ở nhà hoài chưa có việc, nên mẹ mới định nhờ anh đó tìm việc giùm em. Khi mà kết thúc cái chuyến từ thiện đó, là anh có lên thành phố thì anh cũng hay gọi điện thoại cho em. Nhưng mà anh này vô duyên lắm anh ơi. Mỗi lần mà anh đó gọi điện thoại cho em, cái anh này giật điện thoại dành nói chuyện, cứ nói là em yên tâm đi, khi mà em gặp anh rồi chắc chắn em sẽ thương anh. Anh rất là đẹp trai. Thì lúc đó em có cái suy nghĩ là em thì đó giờ em rất là nghiêm túc, em không có thích ai mà giỡn như vậy nữa. Với lại em có suy nghĩ là ảnh hơi bị chảnh. Tự tin quá về bản thân mình đúng không? Dạ đúng rồi. Không phải thì... tự tin nhưng mà cũng là ghẹo chọc cho có. Tại vì thằng bạn nó cũng nói là tao mới quen con bé này ở dưới quê, cũng dễ thương mà học giỏi lắm, thủ khoa này kia. Mà thật chắc là nó đã có bạn gái rồi, mà mình thấy là nó ghẹo chọc thôi. Mình giật điện thoại mình nói kiểu như nói giỡn, nó chơi chọc ghẹo. Em hả, lên đây em bỏ nó đi, anh đẹp trai hơn, anh nhà giàu học giỏi này kia. Em lên em gặp em sẽ thích anh liền. Nhưng mà lúc đó là chị nói điện thoại thôi hả em? Chị nói điện thoại thôi chứ còn chưa biết dung nhan của cô dâu đúng không? Chưa biết tuổi cô dâu luôn. Chưa biết. Ồ vậy đó hả? Rồi bao lâu thì mình gặp nhau ngoài đời? Chắc cũng mấy tháng á. Lúc đó em vừa đi du lịch với công ty á, vừa về tới sân bay, thằng bạn đón qua anh ấy để giới thiệu thằng bạn bữa mà nói chuyện điện thoại. Lúc đó gặp cũng chưa có ấn tượng gì hết. Còn em, lúc mà em gặp anh này á, em có thấy là đúng như là ảnh nổi về con người ảnh không? Khi mà em gặp uống cà phê thì lúc đó ảnh chẳng lắm. Ảnh ngồi đó mà ảnh cầm điện thoại, ông không có nhìn mặt ai hết. Em đã ghét mà còn ghét hơn. Đã ghét mày còn ghét hơn. Dạ đúng rồi. Một lúc em đào hoa lắm à? Rất là đào hoa. Anh nói thật nha. Dạ. Lúc đó là em có bao nhiêu người yêu? Đếm nhiều lắm, không thể nào đếm hết được.
Nó như xòe bàn tay ta đếm không hết đâu. Chừng nữa đâu. Bởi vậy tôi mới có cái bài hát đó, đau là gì nếu không đau là gì. Bây giờ thì tất cả mọi chuyện mình phải phơi bày ra hết đúng không? Thế thì cái đào hoa đây của em nghĩa là em cùng một lúc là em yêu nhiều cô em hay là tất cô này đến cô kia hay là cùng một lúc nhiều cô đó? Cứ gặp ai thì quen, thì ai thương mình thương lại, quen tất cả những thành phần ăn chơi ha, học hành hay là tất cả các mọi tầng lớp xã hội là quen hết. Rồi đến khi gặp cô này, lúc đó cũng nghĩ là cô đó là một trong số những cô đó luôn không? Đúng không? Khác xa. Bao lâu thì anh này mới để lại một ấn tượng đẹp trong mắt em? Sau đó thì em có nhờ các anh bạn á chuyển đồ qua nhà phòng trọ giùm em, thì lại thêm một ấn tượng xấu nữa. Ảnh qua ảnh dọn phòng phụ cho em, khi mà dọn xong rồi ảnh nằm dài trong phòng luôn. Em rất là ghét, em thích ai cũng phải nhã nhặn lịch sự tế nhị, rồi còn nói bạn gái nhắn tin mượn điện thoại nhớ máy nữa, em lại ghét nhất là nhớ máy. Em suy nghĩ trong bụng ông này chắc lăng nhăng lắm, đào hoa dữ lắm đây, rồi ghét thêm nữa. Rồi sau đó thì tự nhiên em lại nghe cái anh bạn của ảnh là kể gia đình ảnh là ba mẹ già lắm rồi mà bây giờ tội nghiệp lắm, ba ảnh đang bệnh rất là nặng, rồi cái tâm nguyện của ba ảnh là muốn ảnh lập gia đình để lúc đó thì có thể tu chỉnh đàng hoàng hơn, rồi lúc đó ba ảnh cũng yên tâm hơn về ảnh nữa. Với lại anh đó anh có nói là tội nghiệp thằng này nó cũng có hiếu lắm, nó cũng thương ba mẹ nó, thì bắt đầu cái từ có hiếu em mới bắt đầu suy nghĩ. Tại vì em thì rất là thương người già, thì em cũng hay đi những cái chương trình từ thiện nữa. Em sau đó thì là bao lâu tụi em quyết định là cưới nhau? Cái lúc đó thì gia đình ảnh là có đám giỗ, thì ảnh mới muốn là mời, kêu bạn của ảnh là mời em về đám giỗ. Thì mới đầu thì hồi đó giờ đặc biệt là chưa bao giờ em ghé nhà bạn, nhất là bạn trai, mà không biết là lần đó chắc cũng một phần do duyên phận hay sao. Với lại em cũng thương hai bác nữa, nên nghe cái câu chuyện về gia đình ảnh thì em cũng muốn đến để thăm hai bác. Khi mà chở cô này về á, bất ngờ nhà thì cứ nghĩ là bạn gái, ở dưới quê thì cứ nghĩ là chắc về giới thiệu này kia. Cái khi mà đám giỗ xong rồi tàn cuộc, nhà mới xóm lại kêu bạn gái lên ngồi chơi. Cái lên ngồi tự nhiên nhà nói thôi nếu mà hai đứa thương nhau rồi con về con nói lại với hai bác dưới, hai bác bước tới cưới. lúc đó em ứng xử sao? Lúc đó mình coi như toàn là tiền bối rồi. Nhìn ngang qua thấy cứng đơ cũng. Em có nói gì không? Lúc đó em không biết làm sao hết. Tiếng trái lưỡng nan. Dạ đúng rồi, tại vì á mình thương bác mình mới về, nhưng lúc đó em lại nghĩ là chắc gia đình đã biết em là bạn bình thường với ảnh rồi. Nhưng mà lúc đó cái câu trả lời của em là như thế nào? Dạ em cứ im lặng, nói chung là em không biết trả lời. Sao mà nói được? Đứng hình, đứng hình. Rồi lúc đó em sao? Em mới nói chuyện với vợ em, nói là em cũng thấy gia đình anh rồi đó, cũng mến em, mà ba anh nó lại bệnh mà cũng muốn em có gia đình, thì nếu mà em cảm thấy được hai đứa mình tiến tới, em về nói chuyện với ba mẹ em đi. Hồi đó tới giờ chưa bao giờ em có cái suy nghĩ là em lập gia đình trước 30 tuổi. Mà em lúc nào cũng có suy nghĩ là đặt chữ hiếu lên hàng đầu hết á. Lúc đó em đặt cái mục tiêu từ nhỏ là khi mà lên học đại học nhất định phải là thủ khoa, sau kế đến nữa là phải khi mà tốt nghiệp ra giành được cái suất học bổng đi du học, và khi mà mình có sự nghiệp đầy đủ hết, lo cho ba mẹ đầy đủ, lo cho em út xong hết, thì có thể là ngoài 30 tuổi em mới lập gia đình. Thì cái tư tưởng đó của em là ảnh hưởng đến nỗi mà thầy cô bạn bè tất cả ai cũng biết hết. Đùng một cái nguyên gia đình ảnh hỏi cưới nữa. Rồi lúc đó em suy nghĩ thì em từ chối, em nói là bây giờ em phải lo cho ba mẹ em, lo cho em út em, rồi em phải học lên cao học. Có nghĩa em là lúc đó là em từ chối. Dạ, từ chối. Từ chối. Còn em là em hỏi vợ em là vì em muốn chữ hiếu với ba mẹ em hay là vì lúc đó là em thích cô này rồi? Gia đình cũng mến cô này, nhà thích thì em mới nhìn nhận thích lại. Phải không? Mới nhìn nhận lại à, thấy cũng trẻ trẻ mà đó. Cũng dễ thương mà cũng giỏi này kia. Rồi mới thích vậy cái vừa nói vậy cái bị từ chối luôn thì sao? Cái em mới nói thay vì một mình em lo cho ba mẹ thì để anh với em cùng lo. Em suy nghĩ lại rồi em về thưa với ba mẹ ở dưới. Suy nghĩ trong bao lâu? Lúc đó em nắm tay để truyền nhiệt huyết mà. Giúp mà chụp. Em có sợ mình luôn lắm, tại chưa quen ai. Coi như là em chưa quen một người bạn trai nào trước anh này. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là em là một tờ giấy trắng tinh khôi. Dạ. Khi em đến với anh ấy. Dạ. Trong khi tờ giấy của anh ấy thì ta nó đúng màu sao. Thì sáng đó là em mới chở đi núi Tây Ninh á. Em nói với thôi bây giờ anh sẽ chứng minh cái sự chân thành của anh là anh với em cùng đi bộ lên để thể hiện cái lòng chứng minh anh thật lòng của anh. Cái thể hiện này nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà chứng tỏ và thể hiện cái thật lòng là phải cõng cô này lên núi. Cõng chắc chết luôn. Cái đi bộ không muốn chết rồi đó. Giờ ai mà hỏi chị thật lòng bằng cách đi bộ kia đó là chị thua luôn á. Chấp nhận sự giả dối luôn. Lên núi thì dẫn vô động Thanh Long mới cầu hôn một lần nữa. Rồi em có đồng ý không? Đồng ý, nhưng mà thật sự là em chưa thương ảnh nhiều lắm. Tại vì thật sự em rất là thương hai bác. Rồi lúc đó ba ảnh bệnh, thật sự bây giờ mà em nói em không phải là bạn gái, thật sự chắc ba ảnh có thể mất luôn. Tại vì lúc đó là bác sĩ dự đoán là ba ảnh rất là yếu rồi. Nên lúc đó em thật sự em không biết quyết định như thế nào á. Hình như là em thương ba mẹ nhiều hơn, với lại một phần là cũng do duyên nợ hay sao á. Ba của em á
lúc đó thì có nhận thích ra cô này không? Cái tấm lòng của cô này. Ba em rất thích, coi như là lúc mà nói chuyện đó em mới nói là cái này mới quen à. Cái ba em bỡ ngỡ, tới tối mà 2-3 giờ khuya ba em ngủ không được ra ngồi trước, em cũng đi ra thấy ồ sao ba không ngủ ra ngồi đây. Cái mới nói chuyện, cái ba nói từ từ đừng có làm quá con người ta bỏ chạy luôn nha. Coi như ba em sợ là coi như là cái tiếng từ từ nói ba yên tâm con biết lúc nào nữa tiến tới Con cũng có kinh nghiệm rồi, con sẽ làm cho cổ chạy mà cổ chạy lại con. Và như em nói thì cái mục tiêu phấn đấu của em là sau 30 tuổi mới lập gia đình đó. Du học. Vậy thì nếu như em đã nhận lời như vậy rồi thì em không sợ là mất đi cái suất học bổng và mất đi những cái mục tiêu của em đặt ra? Sợ lắm anh, tại vì em vẽ ra từ hồi nhỏ rồi, khi mà em đi mời đám cưới thì em bị áp lực rất là lớn, kể cả ba mẹ em nữa. Thì người ta nói tại sao mình học đại học như vậy rồi lấy một người như vậy không có học vấn, không có địa vị này kia. Nhưng mà em không quan tâm, em quan tâm là cái đạo đức của ảnh. Nhưng mà vấn đề là khi mà em thuyết phục làm sao để ba mẹ em chấp nhận cho em lấy ảnh trong khi em đã có suất học bổng rồi. Từng sau em mới chở vợ về, em nói thôi em vô nói với ba mẹ anh đi, không cho em vô trong cái chờ tới hồi tới chiều luôn. Ra thì hỏi sao em, ba mẹ không đồng ý. Trời. Rồi cuối cùng sao mà cho lấy? Không có đồng ý, cái em mới kể là bây giờ ba ảnh bệnh nặng lắm rồi. Cái là em kể bằng dạ, ảnh ra. Dạ đúng rồi, em có ba mẹ mới muốn là gặp ảnh để biết coi ảnh như thế nào. Thì lúc đó cái nhất quyết ảnh đòi vô gặp cho bằng đường để ảnh thuyết phục. Rồi gặp sao? Từng tới sao? Cái vô trước tiên là cũng chào hỏi này kia rồi xong rồi mới tâm sự. Cũng nghĩ là cái việc mà thuyết phục được ba mẹ em đồng ý là do ảnh. Chị hình dung tụi em như vậy nè. Có nghĩa là tụi em đã vượt qua rất nhiều những cái gọi là trở ngại để mà đến được với nhau. Cô dâu như một tờ giấy trắng tinh khôn về nhà, về với chồng chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thú vị sau cái hôn nhân. Ra là trong cái đêm tân hôn đi, ví dụ vậy đúng không? Đáng lẽ em phải hỏi điều này, em cứ ngồi em đần ra. Em phải hỏi chứ. Tại đang rất là xúc động vì cái câu chuyện này, tự nhiên hỏi tới cái đó em ngại quá luôn á thiệt. Tại vì từ khi gặp tới mà ngày cưới chỉ có 3 tháng thì tới hồi mà đám hỏi rồi thôi em dời qua phòng anh đi ở chung đi cho đỡ tốn tiền. Tới hồi mà dời qua phòng ngủ chung cứ chắn cái gói ngang không cho bất cả xâm phạm nha. Giận hờn hoài anh cứ nói trời ơi, giờ này trở thành vợ chồng em còn chưa tin tưởng anh nữa hả? Nhất quyết là không, là không, anh có giết chết em cũng không chịu nữa. Ngày nào tới cũng cưới đi tới đó, tới ngày cưới luôn. Thật ra là lúc đó trời mà giữ được vậy luôn thật thì thiệt thì không, không có tin à. Rồi em sao? Em giận em tức lắm, em nói hoài coi như thuyết phục mà năn nỉ mà coi như gian sinh mà nhiều khi giận á, không lẽ trời đã đám hỏi rồi mà sao không có đụng chạm gì được không ấy. Nhưng mà nghĩ thôi ráng kiềm chế, tại vì chắc cô này khác như mọi người, thôi mình ráng kiềm chế, cũng còn sắp tới đám cưới rồi không bao lâu nữa. Kiềm chế ráng mà có lúc nào mà cảm thấy bị bung dách chịu không nổi không? Cũng có, nhưng mà thật chắc là phải kiềm nén thôi chứ giờ đã người ta nhất quyết không cho, giờ ép quá cắn lưỡi tự chết rồi. Thì nó lúc đó chỉ muốn đập đồng lối thôi. Như vậy là cái đám cưới này là đã có đêm tân hôn đúng không? Có đêm tân hôn. Thì đêm tân hôn đó em có khó khăn xoay sở kiểu gì? Rất đó có để gom ở giữa đâu? Không. Có để có ôm là giờ không ngồi đây nữa. Có cấp visa cho nhập cảnh không? Chờ đi Đà Lạt mới nhập cảnh được. Đâu, chứ cái đám cưới đó cũng nghỉ vẻ. Vậy như phần dạo nhạc thôi. Còn phần liên khúc, phần mà nhập cảnh là không được đó. Cái phần điệp khúc dụng dẫn điệp khúc là chưa. Đám cưới khoảng mấy ngày đó là đặt tô sẵn rồi đi Đà Lạt. Thì đi Đà Lạt mới gọi là từng chân mặt, là đúng gọi là từng chân mặt. Vậy là ông này ông lãnh nhiều trách nhiệm lắm nè. Vừa làm chồng vừa làm thầy giáo luôn nè. Nhưng mà thầy giáo này thông minh lắm. Học trò. Thầy giáo thông minh hay là học trò thông minh? Học trò cũng thông minh mà thầy giáo thì... Thầy giáo giỏi chứ không phải thầy giáo thông minh. Thầy giáo giỏi. Gặp học trò thông minh thăng hoa luôn. Đã đậu thủ khoa thì giờ thầy giáo dạy thì cũng phải đậu thủ khoa luôn. Bắt bây giờ là thủ khoa luôn rồi. Thủ khoa luôn. Còn bây giờ tình hình là cuối cùng ra thì bây giờ là giờ sao? Sao? Bây giờ còn không còn cái gì gọi là khó khăn và trở ngại ha. Cấp bằng luôn. Cấp rồi. Bây giờ là thành cô giáo luôn rồi. Em có thể cho một cái cảm nhận về người chồng hơn 9 tuổi của em không? Dạ thì lúc đầu em cũng có suy nghĩ là khi mà khoảng cách giữa cái tuổi tác á cũng là vấn đề. Nhưng mà cái đặc biệt là khi mà em với ảnh nói chuyện á thì em phát hiện ra có rất có nhiều điểm chung. Chắc là do em á già hơn tuổi còn ảnh lại trẻ hơn cái tuổi nên nó gặp nhau không có cái điểm đó. Thì ví dụ như là nhạc của em thích á thì thường thường nó lớn hơn cái tuổi của em. Còn ảnh thì lại lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít vậy đó. Thực ra thì vợ em là một cô vợ quá hoàn hảo rồi. Thế thì em có một cái điều gì muốn vợ em thay đổi hoặc để cho hoàn hảo hơn không?
Dạ có, vợ thì già trước tuổi cũng non quá, nói cái gì cũng phải theo quy luật, đúng cái nề nếp giải trình trước tính sau sao nói phải đâu ra đó đàng hoàng, không có được sai. Ủa cái đó em muốn thay đổi hả? Cứ như là quá nghiêm khắc. Những phần nữa là giận cái gì ít nói lắm, cứ để trong lòng rồi khóc, cứ năn nỉ em ơi anh có sai chuyện gì em cứ nói cho anh biết, đóng góp mà anh cái đó nghe. Thì cần thay đổi. Còn cái gì nữa không? Chắc không hết rồi quá, nãy giờ lục lọi đi kiếm hoài cái điểm xấu gì hoàn hảo quá, kiếm không có ra đó. Thôi bây giờ mình hỏi đối tượng khác. Đúng rồi. Còn em sẽ ước chồng em thay đổi đi. Bỏ cái tật mê chơi, ham chơi. Có lần chơi bia tới 4 giờ sáng luôn. Trời ơi. Dạ. Mê chơi dữ lắm. Điều đó là điều mà em cần thiết nhất để mà anh sửa chữa đúng không? Dạ. Anh sửa được không anh? Anh lớn hơn người ta 9 tuổi, anh phải làm gương đi đó. Anh muốn người ta sửa, anh phải sửa trước. Từ từ sửa sao? Đâu có cái nào mà không ra cái đâu nào mà sửa cái ầm nữa. Sửa nhanh, tên bé chưa cưng? Dạ có được 7 tháng rồi. Sửa nhanh đi để mốt con nó. Dạ. Lớn lên nó cảm nhận, nó nhận thức được, nó học theo ba là mệt luôn đó. Chưa. Bắt công là bắt trước á, 1 tuổi cái nó cầm cơ bia đó. Hả? Ơn xin chúc. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ con tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm và sinh năm 1989. Dạ con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Gốc Quảng Ngãi. Trời cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng. Nguyễn Bỉnh Khiêm trọn gói luôn á. Dạ cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi. Tình cờ mà trên con đường đó chắc là ba má con có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là trọn vẹn luôn là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đứng con đường đó là có con hay sao đó. Sao được? Em sao vậy? Hả? Trên con đường đó là có... Không, trên có nghĩa là trên con đường kỷ niệm hai ba má gặp nhau trên đường đó. Rồi có con. Có con ở sao? Ở chỗ nào? Nguyễn Minh Khiêm có khách sạn nào không? Nhiều ta? Khi Nguyễn Minh Khiêm ở ngoài quê nữa, ở quê Quảng Ngãi nữa sao? Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa? Dạ Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31 tuổi. 89 rồi. 31 31 dạ, 31 Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29 dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ ông xã không? Trước kia thì con có học y dược. Xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Dạ Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Cả hai chồng chắc là con chỉ ở cái khâu rồi thu tiền, gom tiền, giữ tiền rồi thôi đúng không? Dạ cũng trả nợ nữa đó cô. Đúng rồi, tình hình dịch này chắc cũng ảnh hưởng dữ lắm. Đúng không? Rồi ạ, rất là ảnh hưởng. Thôi nói chung là dịch mà vẫn mưa mà em. Hả? Mưa dịch mà vẫn mưa. Tại vì đâu ai đi ra đường đâu. Nhưng mà cái khâu sản xuất thì nhà nước vẫn đang cấm đó. Dạ. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Con bé chưa? Lấy nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. Được 1 tuổi rưỡi. Dạ. Lấy nhau lúc đó mới có 22 tuổi sao? 23 ạ. Đúng rồi. Rồi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. Lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước khi cưới là khoảng là... cô xin lỗi cái bây giờ đố ông mụ làm sao đoán được một cái câu cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi, ông này cũng bán áo đi mưa, ngoài này học y dược rồi sinh viên rồi sao quen được ta. Trời ơi, biết rồi, cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên cái áo mưa ở nhà đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa. Thế là nhào vô như mua cái áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền, tặng cái áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng rồi. Trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có một ngôi trường, một người ngôi trường nữ sinh đó. Rồi trường Trưng Vương. Thì đó, một người đó. Kế xe thú. Trời tự nhiên mưa. Mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả, thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó. Áo dài của cổ ướt rừng rượt như vậy thì cổ đi ngang một cái chỗ bán áo mưa. Ông này không bán áo mưa ở đâu đó. Bạn này trên đường Nguyễn Khiêm. Trời ơi. Trên đường Nguyễn Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa nào trên đường Nguyễn Khiêm. Thấy cô gái đó nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt á, nó mỏng á. Rồi cái bạn này tự nhiên thấy không được. Trời ơi, một người con gái như vậy không được. Thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng mà đưa kiểu này nè. Đó. Đó. Cô này áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè. Rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong rồi nó: "Ôi anh ơi, áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy." Trời ơi, ghê thiệt luôn á.
đó là do anh sản xuất đó em. Vừa sản xuất vừa phân phối. Thôi một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp. Rồi hai đứa sạc điện coi như là sạc điện luôn đó. Đây luôn. Rồi đến với nhau. Hay nè, nó vô lý. Trời, vô lý hùng vô cùng. Vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có xã thú rồi, chứ không có đâu hết trơn á. Làm sao mà có cái xưởng? Có cái trường Dương Vương mà không có cái xưởng áo mưa. Ta bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài là đường. Bán dạo. Bán dạo. Đã nói là anh vừa sản xuất vừa lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất đúng không? Nó bứt một cái áo mưa ở trên cái chỗ xong rồi đưa vậy nè, đó. Đó đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn nó tại vì lúc đó áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đón thấy cười cười không? Chắc cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Không? Dạ, đúng rồi, chất lớt là, đúng không? Anh chị biết là đón là trật lất nhưng mà cố tình đón vậy để cho không khí nó xâm tụ dạ, cho nó vui lên nha. Cô chú nó cô chú trật vậy đó. Thôi, thôi giờ hai đứa nói đi. Còn trật cỡ nào nữa. Sao? Nói đi bà. Dạ khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ đã gặp 7-8 năm rồi nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này. Bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Là ảnh mới là chở người. Nhờ chở giùm đó. Dạ đúng rồi. Bên con, bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi, đúng rồi ạ. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé gọi là cũng trắng trẻo rồi nhưng mà ốm á. Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Dạ là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Dạ thì hồi đó hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí. Lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi đúng không? 18. 18 tuổi rồi. Thì bạn này con này là 22, 23. Dạ. Đúng không? Đang học đại học năm 3 năm 2. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Tại tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? Rồi. 5 năm 6 năm gì đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, được chở nhau đi trên đường nữa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ, đúng rồi. Vậy thì điều gì? Đó. Cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. Có nghĩa là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi về. Cái dịp đó ấy rồi con về luôn. Con ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, 3-4 ngày. 3-4 ngày rồi con về luôn. Rồi mấy xong rồi học vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Miết cho tới năm 2014 là 20 tuổi. Dạ. Mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô âm tính số rồi. Cô ấy cũng quen một người khác, con rồi. Cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 đó thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần rủ sau thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ổng đó. Nhờ ông anh đó. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk. Dạ. Đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt đầu. Lúc đó thấy Khánh sao nè? Ấn tượng nè. Đó, sau mấy năm không gặp bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ.
Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi, nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là nó đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nè, cô chú nói là tiếng sét luôn á. Ừ. Dạ, lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy là... lúc đó là mới chia tay người yêu nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ờ. Rồi gặp cô này nữa, sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Ừ. Với lại cái thời tiết trên đó nữa. Đó, em ơi. Mát lắm chị mát, ơi. Mát rồi. Ừ, mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mà mình gặp đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói, lần trước thì mình không để ý, nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn đó, lần này cô đơn đó. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh thì sao? Thấy bình thường. Dạ vẫn bình thường thôi à. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là phải có gì đó đặc biệt rồi đúng không? Dạ đó, thì là phải theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý, nhưng mà lúc bước lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành đó, ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì cũng mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó đó tức là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á, giống thấy như tự nhiên có sự tranh giành, có nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải giành cho bằng được đó. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác luôn. Trớ trêu. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực. Đó là cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài phía sau nữa. Động lực đâu không thấy nữa mà con kể cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải xe hơi hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con. Xe hơi hỏi Khánh nè, tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? À, đâu anh đâu có chở đâu. Đi mà ý thôi. Là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể không đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình, xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng nhát quá. Ổng nhát, ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con, không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi, chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết đó. Là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. Anh này thì ảnh cũng rảnh, cái kêu ảnh đi nhậu, thế là 4 người. Chứ không phải là con lúc nào đi 4 người hết. Dạ đúng rồi. Anh rể là không tính rồi. Mình nghe 4 có người chị gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây cái đối thủ cạnh tranh với mình đó. Ngồi nhậu. Lúc nào nhậu 4 người hết. Dạ. Dạ. Hầu như là cái giai đoạn năm 24 làm nhậu 4 chân. Cái bàn 4 chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt và con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột. Ông này ở dưới Sài Gòn. Cứ tối ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu anh tặng em vậy đó. Không đi về. Xong mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Thấy ông cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó. Có nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học. Thì anh này xuống này mình có cơ hội nhiều hơn, cái là ông chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý. Mình mới đồng ý quen ảnh. Dạ. Dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không. Đó học xong rồi học xong xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy á là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? Nhưng mà cái tánh của vợ con rất là kỳ, nghĩa là ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm. Nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền.
vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh? Không, vẫn có về chứ. À, có mấy đợt mà trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về Buôn Ma Thuột. Về chảnh. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận rồi, mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận với, ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỡ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột hả? Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần, một lần duy nhất thôi. Nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy luôn. Gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà vẫn không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung trong lòng mình, trong đầu mình là hầu như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Cái là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra, mình lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Wow. Con cứ search Google con đi thôi, mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn? Đi xe máy một mình luôn, mà lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi, 380 cây mà không đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đồng hồ à? Dạ. Đi xe máy mà. Đi dữ, đi nhanh dữ trời. Đi lúc con đi lên trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, với xe máy thôi. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp rồi con năn nỉ rồi con có ở lại không hay là con về liền con luôn? Con ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hết giận rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Chứ cái mặt mà chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm. Cái làm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nó là anh Khiêm đừng có bỏ em rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn rồi đó. Xong rồi xoay qua bên phía con. Thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy. Bỏ người ta như vậy đó. Thế đâm ra là có cái phản cảm. Đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á, thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Đúng chị rồi. Thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi, dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương như mẹ. Dạ, đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ luôn vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là giận đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại. Hai năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi đúng không? Dạ. Tốt đẹp chấp nhận thôi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Như là thời gian, thấy thời gian nó sẽ xoa dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, là ảnh đòi cưới luôn á. Thì cưới bởi luôn. Vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. Hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ báo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng rồi ạ. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao khác làm sao nè? Khác làm sao nè? Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con.
Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi, đến như vậy luôn. Mà nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố đó, là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa, đã bắt thì đầu cưng mình phải chấp mê nhận chưa, đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó, thì cứ ôm nó, hôn nó miết thôi, rất là mê đó đó. Dạ thì mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk đúng rồi để mà coi như là giảng hòa, để năng nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năng nỉ, bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu đó. Hôn ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Thế là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa, cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống, ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á, mà gấp thành cái nhẫn á, cái cầu hôn. Lúc đó mình cũng thấy ồ, cầu hôn rồi đó hả, mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ, mà cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn thì thôi. Cái là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, cái nên thôi cũng chấp nhận ảnh. Kể rồi. Cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ, 50 tỷ. Dạ. 5 tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó, lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa lại không ưng đó, nên năm nay ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok rồi, bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn á nha, nhìn cái tưởng khô khan chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra thừa nhận là con khô, nhưng mà tại vì con sợ con mất cái Khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á, là sản xuất mưa, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác đó. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ, nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản không thích thì không thích, nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ, tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Rồi có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Dạ thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất, rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó, thì lúc đó là mới về, là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Rồi sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á, thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi. Nhưng mà thời gian mà bồi đắp tất cả. Đúng thì dần dần á, thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Rồi bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã trước còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á, khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á. Cái đó là mình phóng khoáng nhiều. Cái là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. 2 năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quát giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong còn rồi. Cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà con rất là mắc cười. Con bắt điện thoại lên, con alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh.
Thì đó. Vợ chồng ông gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh. Chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ. Hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm. Thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sao nữa. Hai em gái hay em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là anh trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh em thi sinh cũng nhiều lắm. Anh cũng cố gắng thi sinh cho con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Đúng. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp, là biện pháp để ngừa, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Chứ con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm que thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái que thử thai lên nó hai vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm hạnh xúc phúc khác hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn hai đứa ôm nhau cái là bệnh viện người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé à. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh. Cái là cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé. Cái con bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con đó, ha? Đúng dạ, rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sau sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mấy mang thai cũng chết mà chăm con cũng chết luôn. Cộng vô cái đó là nó mới điên chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha. Vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TB. Đây là rất thích xem phim TB. Fan cuồng của TB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thực lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật có kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận, mình cảm thấy không là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh nữa đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc ấy con sao? À, thì lúc đó là con cũng cố gắng, con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không, con biết là vợ con bị trầm cảm con biết chứ. Thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt rồi, bây giờ là chỉ cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì
mình cũng không nhắc được, tại vì lúc đó sinh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á, là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại tôi cho phép được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm, tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress với cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai, là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ? Trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết, bây giờ mình không xuống cũng được, mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa, cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đến như vậy luôn cái đó, cái trầm cảm nó kinh khủng lắm. Cái trầm cảm sau sinh đó, đúng rồi, là tự cái suy nghĩ đó có hai lần, chớm hai lần. Trời ơi, con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó, không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là dạ, khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi, chứ không có đựng chịu đựng thương vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ đồng muốn cảm gì đó, mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được cái dạ, tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay á. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, chứ có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đẩy em bé ra, xong rồi em mới vọng lên, em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, em muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó là mới 28 tuổi. Mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái là không được. Đó là đến như vậy luôn á. Là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu mà có một đứa nữa không biết thì sao. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ ạ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sinh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi, thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Vì sợ, tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi, thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm lên nữa hay không. Nói chung á là tại vì á Khánh á là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức đúng là rồi, bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình dạ, mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Dạ, đúng thì rồi, cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao, bạn này là người có trách nhiệm. Có nghĩa là bạn, nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa dạ, nhỏ. Tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại đó, vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm. Và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ đúng chính rồi. Vì vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Đó, nó là mong như vậy. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bàn tay của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè, tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn, là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi.
thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên. Đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác, sẽ thay đổi cái gì, sẽ thay đổi. Bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu. Nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa ở trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp easy chăm em bé đó. Khánh là từ y dược, là y dược nữa. Cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á, bắt đầu nó 5-6 tuổi, nó bập bẹ, nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu, 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, không, chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó. Có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, nó không ơi em biết mình. Đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được, chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm tôi đẻ cho 7 con dạ, thôi được rồi đã. Anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Ngon rồi. Anh là tại vì già quá còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm đã, rồi. Đúng rồi. Rồi nè, mai mốt nha, không, dĩ nhiên bây giờ là không có suối đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tội tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha. Thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Rồi bây giờ cá không? Đó. Tại vì đây nè, em để em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, lúc đó thèm đó. Yeah. Lúc đó chảnh. Bây giờ qua bây cái giờ kia đi. Rất là cưng rồi mà. Thôi bây giờ qua tới cái phần này đi. Nè. Cái kia đi, cần đại hội dạch mạch. Đó. Dạ xấu. Đó, người ta gọi xấu, là đại hội dạch mạch. Đó. Đó. Đại hội dạch mạch. Để kim khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi, để con nói con thẳng vào vấn đề luôn nha, không có đầu trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể, gọi là kể tính tật xấu hả, kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm, sai giặt á, sai chồng mà chạy, sai giặt. Ví dụ như có cái điện thoại thôi, điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay kìa. Vậy ngon rồi. 5 món. 5 món là được rồi. Chiên, xào, luộc, hấp. Nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt ăn vặt, cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài dưới hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó, cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán này quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn vặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Con phải đi mua hả? Đúng rồi, bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cỡ nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá rồi. Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp đó. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà... Thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Không, nó trầm cảm nữa hay gì? Hả? Không sao đâu, không sao. Không có sao hết trơn á. Để thêm tật nó thôi. Khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nó uống bia là vô đối. Bia dữ lắm mà. Bản thân con là đàn ông, con uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Con dọn mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa tay đôi với nhau. Dạ có. Thường xuyên phải không? Tức là bình thường luôn. Hai vợ chồng uống ẩm, gọi là gì? Nó gọi là gì? Đấu ẩm hay đối ẩm? Hai chồng đối ẩm nhau. Có thể nói gọi là tri kỷ á. Vậy ngon được. Vậy được rồi. Vậy đó, vui lắm. Hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ. Còn hai chồng mà uống nhau là hiếm hoi. Hay rồi, okay. Dễ thương á, cái đó dễ thương. Tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui là lôi nhau ra nhậu. Được á. Chắc ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ? Không, ảnh cũng không có nhậu. Ảnh là ẩm trà, gọi là gì? Trà đạo hả? Trà đạo thôi.
mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn, bởi ông cũng chán trường cô lắm hiểu không? Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau, với đứa thôi được cái đó dễ thương. Uống nhưng mà chia ra hai trường phái nữa, ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết, còn vợ thì lầy lầy vô đói luôn. Mà lầy vui thôi. Thôi vậy đúng cũng được rồi. Rồi. Chứ hai đứa cùng lầy nó cũng mệt nữa. Thôi vậy không có phải tật xấu đâu. Tôi không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Vậy đi. Chừng nào bà kêu cái bà hàng xóm lại hai bà ngồi cứ đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Quá. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thật mệt lắm nghe. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó như là đúng là vật bất ly thân mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi, lúc nào cũng cầm trên tay để có người để sai vặt mà nó rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta, chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như cha là đây cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên cái kia là thú tính chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính hả? Nên là ảnh là hay quên. Ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, đâu kiểm soát được. Là gọi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi. Mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời mình cũng sợ. Thăm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó. Tật xấu. Hiếp người quá đáng. Thăm dọa người quá đáng. À, tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không sao phải, cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Đó, để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết mà. Từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng khóc hả? Đúng. Hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thôi khoảng cách 5 cm nhưng đây hay khóc lắm, người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, chạnh lòng chút xíu này đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt đó, cứ vậy đó. Nuốt ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm sĩ diện á mà đó. Nuốt ngược vô tình cảm quá tình thì cảm chị nói đó. Em hai anh em bắt tay nhau được rồi đó, anh mong manh lắm anh có những cái đồng cảm với Khánh với Khiêm. Dạ. Nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh và thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đó. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa. Mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa cho nên là giao kèo trước luôn là giận thì giận nhưng mà trước khi ngủ là phải xong. Đối tác nhưng mà có thực hiện hồi đúng đó không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đó nhận chứ cuối cùng con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi. Tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do. Không gì. Cần phải thay đổi con gì không hết. Không mong muốn bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha, con có mong đây là cơ hội đó tính không? Cái mình nóng tính ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi
mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con, thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy đâu, muốn Kim thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. À, bớt quên. Cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về, không có sao hết. À. Như vậy là ok. Vậy được thôi, hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực, qua cơn bỉ cực hết rồi. Bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi, bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết, để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu, em bé càng lớn càng đeo mẹ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè. Mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp. Nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải vung vén nó vô, nó phải bám mẹ nó. Con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra. Và mẹ nó là thần tượng của nó. Thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì. Đó, hay là hay không? Con hiểu chưa? Đó, kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi, xin cảm ơn em nha. Một cái nụ cười của em rất đẹp. Và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình, không được rơi vào những cái trạng thái u uất, không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa và bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này nha. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha, hiểu nhau ha, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nghe.